Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và hôm nay thì đầu video nó hơi khác mọi ngày một chút, tại vì đang nghe con này nó bay quá anh em ạ, nghe nó căng quá nên mình phải để nguyên nhạc để mình vào video cho anh em nghe cho nó sập sình, đúng không? Rồi, video hôm nay thì mình cũng sẽ lên một ít đồ cho anh em thôi, có vài bộ dàn mini, một vài ít đồ lẻ và có một con Sony D2010, một cái phiên bản kỷ niệm 20 năm thành lập của Sony anh em nhé, phiên bản giới hạn limited. Và trước khi vào video, anh em lưu ý một chút được số điện thoại của mình và bạn Luân vẫn đang ở góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776. Và số điện thoại của bạn Luân thì ở ngay bên cạnh là 0965673502 anh em nhá. Anh em quan tâm đến bất kỳ làm sản phẩm nào ở trong video thì có thể alo cho mình hoặc Luân để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Rồi, thì bắt đầu vào sản phẩm ngày hôm nay thì nối tiếp cái chương trình thanh lý nước hoa từ ngày hôm qua. Thì hôm nay mình tiếp tục lên sóng với anh em nhá. Hôm nay sẽ lại tiếp tục có hai chai nước hoa đến từ thương hiệu Zara, chính là một trong số những thương hiệu được thằng Victoria nó OEM cho anh em nhé, nó OEM cho và nó cho ra những cái sản phẩm chuẩn như kiểu con này thì là sẽ made in Spain, tức là Tây Ban Nha anh em nhé, chuẩn Tây Ban Nha luôn. Chất âm của cái chai Zara đen này nó chính là cái dòng Black Amber anh em ạ. Chai này thì xin thưa với anh em, nó là mùi nước hoa đậm nam tính anh em nhé. Nó sẽ có một cái phần mùi nó hơi có mùi vị hương cà phê này, pha lẫn cái vị vani. Nó sẽ làm một cái mùi gọi là khá là ngọt ngọt anh em nhá. Riêng cái mùi ngọt này thì phù hợp anh em sử dụng những cái tiết trời kiểu lạnh lạnh, se se lạnh như thế này. Cực kỳ hợp anh em ạ. Xịt vào cảm giác con người mình gọi là nó lên chân kính luôn. Đấy. Và chai này hiện tại siêu thơm anh em nhá. Anh em nào biết hàng để. Đấy. Hiện tại siêu thơm luôn, dung tích thì con này nó rơi vào 100ml. Dung tích là 100ml anh em nhé. 100ml thì hiện tại như mình xác định thì con này nó còn khoảng tầm 95ml. Đấy. Giá hiện tại là 1.200.000 thì mình xin phép thanh lý cho anh em chỉ còn 999.000 cho cái mã này anh em nhé. 999.000. Siêu thơm luôn. Con này thì thật ra là nước hoa nam nhưng mà nữ dùng cũng có thể rất là ok anh em nhé. Nữ dùng cũng được. Đấy. Unisex được. Tiếp đến là con này thì chai nước hoa nữ này, con chai này chai Harry Pop anh em nhé, Zone Life. Tức là một trong số những cái dòng nước hoa sử dụng cho chị em trẻ anh em nhé. Chị em nào mà dưới 35 tuổi thì dùng cái nước hoa này cực kỳ thơm. Và xin thưa với anh em, con này thì mùi của nó gần giống như cái dạng mùi của thằng D&G anh em nhé. Mùi của chai mấy nước hoa nữ mà mát mẻ ở thằng D&G ấy. Chai này thì cái nốt hương đầu nó rất là mát anh em nhé. Tiếp đến nốt hương thứ hai bắt đầu ngọt dần chứ không phải xịt vào phát là nó ngọt luôn đâu. Mà nó mát dần, tại vì cái lớp hương anh em lưu ý một chút là cái hạt tỏa hương của cái bọn nước hoa nó sẽ có 3 lớp hương anh em nhá. Lớp đầu, lớp giữa và lớp cuối. Thì con này có cái lớp đầu tươi mát này, lớp tiếp theo là nó sẽ là ngọt này. Tiếp theo sau cùng nó sẽ có cái mùi quế hồi và cái mùi xạ hương. Nó sẽ có một cái mức tỏa hương khá là xa anh em nhá. Và con này cũng là made in Spain, là hàng của Tây Ban Nha. Dung tích thì là 100ml và như anh em nhìn thì nó cũng còn khoảng tầm chắc cũng phải tầm 95-96ml. Bên kia nó gần như là rất ít sử dụng. Và con này mất nắp anh em nhé. Mất nắp. Cái chai bên này nó có nắp này nhưng mà cũng không phải nắp của nó đâu anh em ạ. Đấy. Chai này mất nắp. Và hiện tại đang là 1 triệu thì mình xin phép thanh lý cho anh em chỉ còn 800.000 cái mã này thôi. Ôi chưa anh em. 800.000 cho cái mã chai này anh em nhé. Một chai là 999.000, một chai 800.000. Ok chưa anh em. Đấy. Nhà còn mấy chai nước hoa thanh lý nốt cho anh em, còn một vài chai thôi. Tiếp đến là cái đống phụ kiện nhỏ thì anh em sẽ nhìn thấy ở đây. Tức sẽ bao gồm một cái anten AM anh em nhá. Hàng về anten AM chuẩn bãi luôn, xịn. Anh em nào mà nghe AM thì có thể kẹp cái này vào để nghe AM, hoặc là nghe FM thì anh em cũng có thể kẹp vào được anh em nhá. Anh em cũng có thể kẹp chập hai đầu này vào đút thẳng vào đầu FM thì anh em sẽ được một cái anten FM luôn. Nói chung là nó cũng khá là đa dụng. Con này thì vừa sử dụng AM vừa sử dụng FM được. Con này giá là 150.000 anh em nhá. 150.000 cho cái anten AM này. Nhiều lúc anh em không nghe đâu, nó mang tính chất trưng bày được. Ok không? Tại vì tất cả những bộ dàn mini này đều phải sử dụng anten để anh em mới nghe được đài. Còn nhiều anh em hỏi là không sử dụng anten được không? Thì không sử dụng anten anh em mua những cái đài radio nó có dâu sẵn ấy để anh em không phải dùng anten anh em nhá. Rồi. Tiếp đến đây là một cặp dây loa chuẩn bãi xịn anh em nhá. Rồi. Em xem nhìn các sợi đồng này nó cực kỳ tơi nhuyễn và những con đồng này nó là một trong số những cái dòng dây loa khá là ngon anh em nhá. Đây là những cái dòng đây, in chữ in chìm ở trên này, nó là dòng Her Performance này. Đấy. Nó là một trong số những cái dòng siêu dịch chuyển dẫn tín hiệu đấy. Thì nó phục vụ để anh em mình dẫn tín hiệu loa thì sẽ rất là ok.
Nhiều anh em hỏi là sử dụng dây điện để kết nối loa được không, thì xin thưa với anh em, dây điện kết nối thoải mái anh em nhé. Nhất là những dây nõi đồng nó nhiều ấy, giống như dây điện anh em mình mua khoảng tầm sử dụng trong gia đình mà dây to ấy, sử dụng rất là ok anh em nhé. Nhưng mà bù lại thì cái dây cái nõi đồng ấy sử dụng ok, nhưng mà nó sẽ có cái giải bát nó dày, mà nhiều lúc mà những cái bộ dàn nó sẽ mất kiểm soát về bát anh em nhé. Tại vì cái độ truyền dẫn nó không như những cái dây loa chuyên dụng như này. Dây chuyên dụng này thì nó sẽ ok hơn. Đấy, ok hơn tại vì họ có sự tính toán trong dây loa rồi, làm sao những cái tần số đi qua điện đi qua nó phù hợp để anh em nghe được chất loa nó ngon nhất, thì những cái cặp này thì nó sẽ đáp ứng nhu cầu cho anh em hơn là những cái phần dây điện anh em nhé. Nếu em hỏi là nhìn nó giống nhau thì xin thưa với anh em, nó khác nhau anh em ạ. Nhiều lúc mà cái độ đồng nguyên chất nó pha thêm một cái phần thành phần rất nhỏ của bạc thôi, hoặc là nó pha thêm một thành phần rất nhỏ của những chất khác thôi, thì nó sẽ tạo cái độ truyền dẫn nó khác biệt hoàn toàn so với cả những cái chất dẫn của đồng nguyên chất, hoặc là chất dây điện của mình nó pha thêm những kim loại kẽm các thứ vào thì nó khác hoàn toàn anh em nhé. Anh em nào mà tinh ý về mà những bộ dàn đắt tiền kẹp vào sẽ thấy sự khác biệt ngay. Hiện tại cặp này mỗi vế 2m mình đang để cho anh em với cái giá là chỉ có 300.000 anh em nhé. 300.000 cặp dây loa này, mỗi vế dài 2m. Rồi, thì đấy là mấy đống đồ lẻ. Và tiếp đến là đây thì sẽ là cái mâm số 01. Và xin thưa với anh em, đây là một trong số những con rất ít thấy trên thị trường tính đến thời điểm hiện tại, tại vì là nó gần như là bên kia nó cũng hết rồi anh em ạ. Đấy, anh em nhìn con này thì siêu nặng luôn, cả cục này nó rơi vào khoảng nặng khoảng tầm 15 cân anh em nhé. Mình ước lượng rồi thôi chứ không phải là mình đặt cái cân đâu, nó khá là nặng. Đấy, tất cả vận hồi xung quanh này nó là gỗ anh em ạ, nó cũng là gỗ ép thôi nhưng nó phủ một lớp bên ngoài, nó làm rất là chắc chắn này và nó đặc lắm anh em ạ. Cái dòng gỗ như kiểu là bây giờ nó gọi là gỗ tấm xanh của mình bây giờ ấy, vào được đúc nguyên khối cái phần này luôn anh em nhé, đúc nguyên tất cả tấm luôn. Đấy, rất là đẹp. Đấy, mặt trước này nó sẽ là ê căng liền anh em nhé, ê căng liền, anh em có thể tháo ra thoải mái, lật đít lên ốc để anh em gỡ ra, gỡ cái mặt ê căng ra. Thì bên trong này sẽ bao gồm hai con loa toàn giải, đường kính là 8cm anh em nhé, của thằng Sony, và một con súp đặt âm bên trong, và nó sẽ có thùng ma trận gỗ néo bên trong hướng ra ngoài này anh em nhé, hướng ra một cái thụt hơi ở mặt trước này. Chất âm này thì như anh em đầu video anh em đã thấy rồi, rất là căng anh em ạ, rất căng, nghe khá là hay anh em nhé. Đấy, thì con này cái nắp này rất hay, là bình thường cái nắp này nó hay gãy nhưng con này về thì nắp này nó vẫn rất ok anh em nhé. Rồi, mang tính chất đậm, tính chất trưng bày luôn đúng không. Thì con này bên trong thì các chức năng nó sẽ bao gồm này, đầu tiên là chơi đĩa CD này anh em ạ, chơi CD. Đấy, dòng mắt cổ nhưng mà CD con này rất tiếc là kén đĩa rồi thì coi như bỏ anh em nhé. Đấy, bên này cassette thì xin đưa với anh em về mình không thời gian mình dọn, thế là CD và cassette con này thì gần như là anh em mình sẽ để trưng bày thôi đúng không. Con này sẽ có FM AM anh em nhé. FM thì như anh em nhìn thấy con này là con duy nhất của thằng Sony dòng kỷ niệm mà nó lại được trang bị cái FM đủ 108 luôn. Ok cho anh em. FM này sẽ đủ 108, AM thì tất nhiên sẽ phun giải để cho anh em nghe. Đây là cái nút dò đài nó này, đúng không? Đây báo băng tần này. Khá là hay. Đấy. Ok chưa? Đây là volume này, đây là chọn cổng AM FM các kiểu này. AM FM hoặc tab này. Anh em nhé, con này không phải là nó bị mờ sơn đâu, mà cái kiểu in nó vậy nên video nhìn nó bị chìm anh em nhé. Nên video nhìn nó chìm hẳn nó bên dưới, nhưng mà nó anh em nhìn ai em FM vẫn nhìn thấy này đúng không. Đấy, nói chung con này là một trong số những con rất là ok, nó có một vài vết thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi, chấp nhận được. Nói chung là một con cũng thuộc diện sưu tầm anh em nhé, một con thuộc diện hàng sưu tầm. Đấy, và con này mặc định của nó anh em nhé, mặc định của nó là nó sẽ không có kết nối với điện thoại bên ngoài đâu anh em ạ. Và mình sẽ mót cái cổng phone này, bình thường anh em rất ít nghe cổng phone ở đây, thì mình sẽ mót cái cổng phone này thành cái cổng AUX để anh em kết nối thiết bị bên ngoài vào được anh em nhé. Ok chưa? Đấy, em để kết nối thiết bị bên ngoài qua cái cổng phone ở mặt trước này. Đấy, phía sau này, phía sau chỗ này là chỉnh tông anh em nhé, chỉnh tông này. Đấy, IES cái này chức năng gì mình chưa rõ này. Đây là kẹp anten này bên ngoài để phụ anh em nghe đài này. Nhưng con này gần như không phải kẹp anten này, nó bắt căng lắm rồi anh em nhé, nó bắt sóng FM căng đét đẹp luôn đấy. Mình phải nói thật với anh em là một trong số những con hiếm hoi mà không dâu lộ ngoài mà bắt căng như thế, chuẩn phải nói con này nét anh em ạ. Đấy, và hiện tại FM nghe rất là ngon anh em nhé. FM này mình sẽ test FM này. Hai chị em cháu được trở về nước an toàn nào. Thế Đào đâu? Đào đâu? Chị Đào đang đứng ở ngoài kia. Chị Đào ơi, chị Đào. Đào. Đây anh em dò đài này. Thì nhà mình lại có nhà riêng rồi đấy bà ạ. Chương trình dân tộc và phát triển vùng đồng bào thiểu số, dân tộc và phát triển về với cha với okay, mẹ. Con gái tôi đã về với cha.
ok chưa, FM nó bắt khá là căng anh em nhá. Còn anh em muốn căng nữa thì kẹp thêm cái sợi dây vào chỗ anten mình vừa chỉ này, kẹp một sợi dây điện vào đây anh em nhá. Đấy, gạt này ra kẹp nó vào thì nó bắt thì càng căng hơn, nó bắt gọi là quá nhiều sóng luôn, phun sóng luôn. Đấy, còn kết nối với cả điện thoại thì anh em thì kết nối như mình đây đúng không, cáp này mình sẽ tặng kèm cho anh em một sợi và anh em kết nối. Và giá hiện tại cho con này mình xin phép báo giá con này luôn, con này mình đang để cho anh em với giá là 2.500.000 cho mã này anh em nhá. Con này mới đập lên thì gọi là những cái ma sổ ra chuồng gà tất anh em ạ. Trong nào cũng cần chút ngọt ngào ngày Tết. Con có cái này cho ba mẹ nè. Rắc này của mình nó hơi bị lỏng lẻo tại vì nó vướng cái ốp của con này anh em nhé, nó nháy nháy nháy. Rồi, để gọn bền đã. 2.500.000 anh em nhé. Tiếp bên đây thì sẽ là cái mã số 02, thì xin đưa với anh em một cái bộ Victor mà rất là hiếm trên thị trường anh em nhé. Con này thì xin đưa với anh em, con này nghe cực kỳ hay và mình đánh giá là một trong số những cái mã máy cỏ nghe nghe VIP luôn ấy. Mình đánh giá nó nghe nó phải dùng từ VIP luôn tại nghe nó quá ngon. Mà giá của nó thì hiện tại siêu tốt luôn anh em nhé. Và các chức năng con này thì mình xin giới thiệu như sau, anh em sẽ nhìn thấy này, toàn bộ mặt nó mặt gương cực kỳ hiện đại luôn, đẹp anh em nhá. Chơi MD này, đấy, chơi MD này, chơi đĩa CD, CD ở đâu thì CD đây anh em nhìn này, chơi đĩa CD này đúng không, có cổng USB để phục vụ anh em kết nối máy tính sẽ nhận hình sao cạc rời anh em nhá. Anh em chơi nhạc lossless từ máy tính thì con này thì cực kỳ tiện này đúng không, có cổng phone mạ vàng luôn anh em nhìn thấy không, cổng phone mạ vàng. Và con này màn hình nó là màn hình rất đẹp luôn anh em nhá, màn hình dạng vuông chẳng chặn luôn, hai nút volume này anh em nhìn thấy không. Đấy, ok chưa? Chơi CD FM, FM thì đủ 108 anh em dò full đài Việt Nam. Ngoài ra thì con này sẽ có giải mã 24 bit chuẩn anh em nhá. Giải mã 24 bit qua cổng quang và con này nó một thuộc một trong số những series siêu mini của thằng Victor và nó chơi rất là ngon. Mình xin nhấn mạnh lại một chút là nó chơi rất là ngon. Anh em nào mà qua có thể thời gian qua nghe trực tiếp thì cũng rất là ok anh em nhá. Hiện tại con này đang hoạt động hoàn hảo mọi chức năng. Đấy. Giải mã 24 bit con này thì nói chung là nó không thua kém những bộ dàn cao cấp đâu anh em. Không thua kém luôn anh em nhá. Một cục dàn anh em nhìn nó thiết kế cũng đẹp luôn. Đấy. Cấu hình loa con này đi kèm về thì sẽ bao gồm một con loa bát đường kính là 11 cm. Gân cao su zin, màng sẽ là màng carbon ngọc trai, núm sâu quặp anh em nhá. Con này chất âm ra thì nghe như toàn giải này, đúng không? Nhưng mà không hiểu sao khi mà ghép vào bộ dàn này nó thêm một chép bên trên này nữa anh em nhá. Con này được trang bị thêm chép mà bên dưới nghe như toàn giải mà lực bát nó ra đánh rất là âm tiếng. Anh em nào nghe sẽ cảm nhận được nó như kiểu có súp luôn anh em nhé, đánh rất hay. Đấy nhá con này. Mình nói nhiều từ hay quá anh em mình lại bảo mình là chém gió. Thôi kệ. Đây. Công suất của loa thì chỉ là 20W thôi, phải trở kháng là 4 ôm, một cặp là 40W, nhưng với những con trở kháng là 4 ôm này thì biên độ dao động màng loa rất lớn, các giải âm lên được âm tần cao anh em nhé, cao thấp đều lên được rất là tốt và anh em mình có thể chơi tốt những phòng diện tích 30m² trở về. Riêng về phòng ngủ con này thì trong tầm giá vô đối luôn anh em nhé. Giá hiện tại này, à xin lỗi anh em, công suất của cục dàn này 53W, điện nguyên bản là 100V. Đấy. Sử dụng nguồn số 8, chân nguồn số 8 anh em nhé, kẹp anten FM phụ nghe đài này đúng không? Line in layout phụ em kết nối thiết bị bên ngoài, điện thoại máy tính TV. Optical in phục vụ em giải mã 24 bit. Đấy. Hỗ trợ kẹp loa. Đây. Kẹp loa trở kháng thấp nhất là 4 ohm anh em nhé. Và những cặp loa trở kháng cao hơn thì dĩ nhiên là kẹp thoải mái rồi. Ok chưa anh em. Đấy. Và cái bộ dàn này thì hiện tại bây giờ mình xin phép để cho anh em giá là 1.650.000 anh em nhé. Cho cái mã này. Đấy. 1.650.000. Đấy. Anh em thử nghe chất âm xem có xứng đáng với cái giá tiền không anh em nhé. Đây. Và lấy thử nhạc này.
đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề ngõ hồn dần tái tê. Anh làm thơ vu vi khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vu quy vì mưa gió không về trên trường anh bước đi. Có nàng huyền đôi mi ngóng theo đường vắng hoe hỏi còn ai cô chi. Anh em thấy không, phải nói là quá xứng đáng giá tiền luôn, có 1.650.000 thôi anh em ạ, rất ok anh em nhá. Tiếp đến đây thì sẽ là cái mã dàn số 03 và xin thưa với anh em, đây là một cái bộ dàn mình vừa mới đấu giá về xong. Con này chính là con Kenwood K521 anh em nhé. Đi về thì sẽ là hàng rất là đẹp anh em ạ. Hàng đấu giá thì hầu như là không có điểm chê rồi, tại vì bên Nhật người ta vẫn đang sử dụng mà anh em nhé. Đang sử dụng con này về sẽ bao gồm khiển zin này, đẹp như mới luôn. Sách hướng dẫn sử dụng anh em nhé, sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ trên con này. Đấy, anh em nào về yêu khoa học thì có thể tự nghiên cứu sách hướng dẫn sử dụng trong này. Nó sẽ hướng dẫn anh em sử dụng rất nhiều chức năng. Ngoài ra thì sẽ có hướng dẫn xử lý một vài cái pan lỗi cơ bản của bộ dàn khi mà gặp rắc rối anh em nhé. Đấy. Thì về bộ dàn thì mình sẽ giới thiệu về bộ dàn chi tiết như sau. Đầu tiên thì con này sẽ thuộc cái series K cao cấp của thằng Kenwood anh em nhé. Nối tiếp thành công của những sản phẩm như K700, K711, 801 các thứ thì nó tiếp tục ra chuỗi series K521, 531 các kiểu. Và K521 là một con rất thành công của hãng anh em nhé. Con này thì xin thưa anh em, bộ dàn màu đen thì về rất là hiếm. Con này đen xì đen sũi luôn. Đen gọi là đen, gọi là hơn bao công luôn anh em nhé. Đấy. Cục dàn thì xin thưa anh em, cục dàn thì như anh em nhìn thấy nó thiết kế mặt trước toàn bộ là gương tất này. Không có một cái nút nào mặt trước như mình vẫn nói với anh em đấy, đúng không? Màn hình sáng đẹp, có một cái núm volume duy nhất thôi. Đèn hắt xanh và một cổng phone, một khay đĩa CD ở mặt trước. Và tất nhiên khay đĩa thì nó phải để ở đây rồi anh em nhé. Không, nó phải đặt trên này để lật lên, không một phương án nào khác. Đấy, ok chưa? Toàn bộ các cái phím này sẽ được đưa hết lên mặt bên trên này anh em nhìn này, đúng không? Chưa một vết xước luôn, còn này đẹp thật sự luôn. Nút nguồn này sẽ bao gồm nút nguồn này, các cái phím tùy chọn này, chức năng này, tất cả toàn bộ cảm ứng tất anh em nhé. Và một cái phím ra đĩa là phím cứng thôi, đúng không? Bên trên này thì sẽ bao gồm một cái hộp, anh em lật ra sẽ có một cái chỗ để anh em cắm dock cho iPod. Đấy. Tiếp đến là cái cổng USB để anh em cắm bộ nhớ USB vào, anh em chơi nhạc trực tiếp từ bộ nhớ USB anh em nhé. Cóp nhạc USB với những anh em lười ghi nhạc, cóp nhạc USB vào đánh hết luôn anh em nhé. Chất lượng thì tương đương, gần tương đương với CD, không khác gì đâu, tại vì bên trong nó sử dụng chip giải mã rất là ngon, chất âm nó ra khá là ngon rồi anh em nhé. CD con này như anh em nhìn thấy đây, nó đọc rất là ngon, về chơi anh em. Cái cơ bản về cục dàn, ngoài những cơ bản chức năng cơ bản ra thì con này sẽ có giải mã 24 bit chuẩn từ cổng quang vào, và cái đường tín hiệu quang con này thì gần như là nó nhận tín hiệu thì ngon rồi. Nó sử dụng con chip giải mã lại chuẩn của thằng PCM1801 anh em ạ. Một cái dòng chip cực kỳ kinh điển của thằng PCM anh em nhá. Nó cho ra cái chuẩn âm thanh nó rất là cao cấp mà mịn tiếng anh em ạ. Ok luôn anh em nhá. Đấy, cái cơ bản của chức năng này, ngoài ra sẽ có kết nối điện thoại máy tính tivi các kiểu qua cái đường AUX là cái đường tất nhiên rồi. Ngoài ra thì nó sẽ có AM FM, nhưng mà FM này chiếm 90, AM thì phun giải anh em nhá. Cấu hình loa thì như anh em mình thấy, con loa được thiết kế nó gần như theo chuẩn châu Âu rồi anh em nhé. Các cái thành vuốt góc cạnh nó vuông vắn hết anh em ạ, vuông vắn hết. Những cái vết trắng trắng anh em mình thấy trên video của nó là những cái vết bụi nó bám vào thôi anh em nhé. Lau sẽ sạch hết này. Đấy. Đấy, vuông thành sắc cạnh, đúng không? Thiết kế vuông chằn chặn luôn, như đầu bánh trưng. Bên dưới này thì sẽ là con loa bát, đường kính là 12cm. Đấy. Gân cao su béo, dòng gân gọi là mid bát cao cấp nhất của hãng Kenwood. Mà cái dòng gân này đến hiện tại bây giờ những cái dòng HomePod và Apple cũng đang sử dụng dòng gân này anh em nhé. Màng loa sẽ là màng carbon. Núm này anh em nhìn, núm này núm Ngọc Trinh anh em nhé. Ấn vào nó núm này nhưng nó không bị bẹp đâu anh em ạ. Đây, ấn nhẹ thôi nhé, đừng có ấn tụt vào phát. Anh em ấn nhẹ nhàng như mình thôi. Sờ những cái núm này thì anh em mình phải nhẹ nhàng đúng không? Tiếp đến bên trên thì sẽ là con chép cao cấp của hãng Kenwood. Anh em sẽ nhìn thấy cái viền này, viền gông nó bóng loáng hết anh em nhé. Dòng 8 vít này. Đấy. Chất âm của con này thì phải nói là nó sự hòa quyện giữa Onkyo và Denon, vẫn như mình vẫn bảo đấy, nó thừa hưởng những cái tốt của hai thằng này vào thì nó sẽ ra được cái bộ dàn này. Đấy, phía sau đây anh em nhìn thấy tổng thể phía sau, nói chung con dàn không điểm chê về hình thức anh em nhé. Công suất sẽ là 40W một chiếc,
loa và trở kháng là 4 ohm. Đấy, những cái cặp loa trở kháng 4 ohm thì nó sẽ nghe cực kỳ đẳng cấp rồi. Thụt hơi phía sau anh em ạ, thụt hơi phía sau. Và công suất cả một cặp là 80W thì chơi tốt những phòng, con này chơi tốt phòng diện tích khoảng tầm 40m² trở về luôn anh em nhé. Những phòng chung cư để con này thì khá là ngon rồi. Kẹp anten FM để phục vụ nghe đài này, đúng không? Công suất con này sẽ là 35W và điện nguyên bản là 100V. Optical in để phục vụ giải mã 24 bit. Ngoài ra sẽ có cổng DA Audio. Cổng này chính là cổng Corsian anh em nhé, nhưng mà sử dụng dẫn chân 3.5. Tiếp đến là line in line out để phục vụ em kết nối thiết bị bên ngoài, hay chính là đường AUX đây. Một đường xúc điện A và một đường cổng quang A. Ôi chơi nha. Cọc loa thì toàn bộ cọc loa bắp chuối luôn. Đấy, thể hiện sự cao cấp. Và dây nguồn thì như anh em nhìn thấy dây nó to như dây nồi cơm điện luôn. Những bộ dàn cao cấp thường có làm dây nguồn rất to anh em nhé. Đấy. Và hiện tại mã này hàng full combo nha anh em nhé. Bao gồm khiển zin này, đúng không? Căng đẹp, tất cả mọi thứ đều gọi là điểm 10 cho chất lượng hết. Thì mình đang để cho anh em với giá siêu tốt chỉ có 4.800.000 cho cái mã này thôi anh em nhé. 4.800.000 cho Kenwood K521 đen xì đen sũi luôn. Với cho anh em play thử nhạc cho anh em nghe chất âm này như thế nào. Và anh em lưu ý một chút là tất cả những bộ dàn mình bán ra đều bảo hành 1 năm trọn vẹn cho anh em tất anh em nhé. Bán gọi là bảo hành như chế độ của siêu thị mua hàng mới luôn. Rồi anh em thấy không? À, anh em nhìn nhé, chỉnh được 3 giải bát mít chép này, bát này, mít này, chép này, ôi chưa? Mình đang để cho anh em 4.800.000 anh em nhá. Tiếp đến cái mã dàn cuối cùng ngày hôm nay thì đây là cột số 04. Hôm nay mình người nó hơi yếu trong người nên là mình giới thiệu cái bộ này là mình hơi mệt rồi anh em nhá. Rồi, thì đây là một cái bộ dàn gọi là cũng ít khi thấy của thằng Victor anh em ạ. Nó là bộ dàn hiếm hoi của thằng Victor được trang bị những cặp loa 3 đường tiếng anh em nhá. Con này thì đánh khá là hay rồi. Nhiều anh em khẳng định con này đánh hay rồi và chơi nó gọi là ưu thế, nó chơi những dòng nhạc xưa anh em nhá. Nhạc xưa con này chơi khá là đỉnh. Thì mình sẽ giới thiệu về bộ dàn này chi tiết như sau. Đầu tiên con này nó chính là con Victor Z11 anh em ạ. UX Z11 đây. Đấy, UX Z11. Và chức năng của con này sẽ như sau. Đầu tiên anh em sẽ nhìn thấy nhá, màn hình nó sẽ là màn hình RGB, tức là LED 3 màu, Red, Green và Blue. Đấy, 3 màu, Red, Green, Blue nó pha trộn được thành 7 sắc cầu vồng luôn. Anh em sẽ có những cái màu thay đèn ngủ được luôn, hoặc anh em có thể tắt cái đèn này đi cũng được anh em nhá. Đấy, để chuyển màu này, chuyển màu đèn các thứ này anh em sử dụng đây này. Rainbow này, đấy, các màu đèn anh em để thay đổi nhá. Những cái đội trẻ nó rất hay thích cái này tại vì nó đổi được màu sắc các kiểu. Đấy. Về chức năng con này thì sẽ bao gồm chơi đĩa CD. Anh em ạ, CD con này thì nhiều anh em có hỏi khay đĩa đâu đâu. Thì xin đưa anh em khay đĩa đây. Em thấy không? Úi giời. Ok chưa? Đấy. Ngon không? Khay đĩa là ok rồi nhá, đúng không? Con này thì cassette xin đưa anh em. Cassette bên dưới cũng dọn cho anh em chạy ngon luôn cassette rồi. Ok chưa anh em? Đấy. Sẽ bao cho anh em CD và cassette chạy rất là ngon anh em nhá. Ok chưa? Nó còn hai hộp MD thì mình chưa test, anh em về tự test mình nhớ không nhầm là MD vẫn chạy ok. Thôi. Nhưng mà sẽ bao cho anh em CD và cassette tại vì mình vừa test xong nhá. Kết nối điện thoại máy tính TV qua cổng AUX thoải mái luôn. Ngoài ra thì con này sẽ có giải mã quang 24 bit anh em nhá, giải mã tín hiệu quang qua 24 qua cổng quang. Đấy. Anh em mình sẽ có một bộ dàn full chức năng kết nối Smart TV phát phang luôn, không phải dùng cái đổ nguồn con không phải dùng cái cục gọi là cái cục giải mã con của bọn tàu đều đều nữa anh em ạ. Những cục anh em vứt đi luôn tại vì những cái bộ dàn này khi sử dụng giải mã trực tiếp nó rất là hay anh em nhá. Nó khác bọt hoàn toàn so với khi anh em sử dụng cái cục gọi là 48 bit rồi đến 192 kHz các thứ, mẹ bọn tàu toàn bốc phét đi anh em ạ.
toàn sử dụng mấy con chip giải bã kiểu vớ vẩn bên trong, nên thành ra ra chất âm nó nghe nó rất là bí tiếng. Phần bát chép bit nó cứ rối tung rối mù với nhau, nó không được tách bạch những con này anh em nhá. Một khi những cái bộ dàn này anh em kết nối với Smart TV vào thì nó sẽ cho anh em một cái chất âm ba giải nó rất là tách bạch, bát bit chép rất tách bạch và giọng ca sĩ nó nổi lên hẳn so với nền nhạc. Và chất lượng nếu mà anh em nghe từ YouTube trên như TV xuống ấy thì cái chất lượng nhạc YouTube thì cũng khá là cao rồi. Anh em nghe xuống thì không khác gì anh em nghe từ trực tiếp từ CD đâu anh em nhé. Không thua kém gì đâu. Đấy. Ok chưa anh em? Và FM con này sẽ đủ 108 anh em nhé. Sẽ dò được full đài Việt Nam. Không thiếu bất kỳ đài nào hết. AM thì tất nhiên là full giải rồi. Và cấu hình loa thì như anh em nhìn thấy đây. Loa sẽ bao gồm loa 3 đường tiếng. Bát này sử dụng một con bát đường kính là 12cm. Gân cao su zin, màng carbon ngọc trai vẫn là con núm dâu quặp anh em nhé. Bên trên sẽ là con chung giấy anh em ạ, con chung giấy và bên trên cùng này sẽ là con chép đôm. Ôi cho anh em, thùng nó thiết kế theo dạng thùng đúc nên là cũng khá là hay. Nói chung là có một bộ dàn thì như con này thì mình đánh giá là nó là một bộ dàn gọi là ngon trong những cái dòng cỏ rồi anh em nhé. Cứ có giải mã là biết là ngon đã. Ôi cho anh em. Đấy. Tiếp đến đây. Công suất con này thì sẽ là 35W và trở kháng là 4 ohm, một cặp sẽ là 70W. Và với những cặp loa trở kháng 4 ohm thì anh em biết rồi, chơi tốt ở những phòng diện tích 40m2, con này chơi thoải mái anh em nhá. Hỗ trợ kẹp loa phun giải trở kháng của loa từ 4 đến 16 ohm này, 4 đến 16 anh em nhá. Đấy. Tiếp đến đây là phần lưới công suất này, con này sẽ đánh 4 con sò than anh em nhá, đánh tốt được những cặp loa bass 25cm trở về luôn, cục dàn đánh khá là căng. Công suất cục dàn là 70W luôn. Rồi, công suất lớn thế nhỉ. Điện nguyên bản là 100V. Kẹp anten FFM phục vụ nghe đài. Optical in phục vụ giải mã 24 bit và đây là đường analog để phục vụ anh em kết nối thiết bị bên ngoài, điện thoại, máy tính, TV. Ok chưa anh em? Và hiện tại mã dàn này thì mình vẫn để cho anh em giá cực kỳ tốt là chỉ có 1.800.000 thôi anh em nhá. 1.800.000 cho bộ dàn này. Ok chưa anh em? Anh em mình sẽ có full chức năng trên bộ này. Và tất nhiên là vẫn bảo hành 1 năm. Bây giờ mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe. Dàn chất âm cực ngon, giá thì chỉ có 1.800.000 cho một bộ dàn có cả giải mã luôn anh em nhá. Và cái mã số 03 4.800.000, mã số 02 1.650.000 anh em nhá, 1.650.000. Và con Sony độc của độc này 2.500.000 anh em nhá. Anh em nào mà lấy thêm cục Bluetooth mà có nhu cầu cấy bên trong mình cấy cho anh em luôn, ngồi cho anh em để anh em về chơi Bluetooth luôn. Cái bên trong thì anh em chỉ còn chi phí thêm 200.000 nữa, mình sẽ cấy cho anh em một cái mạch Bluetooth bên trong để chơi con này Bluetooth luôn. Rồi, video ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng ở đây thôi. Và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình. Mong là anh em sẽ luôn luôn ủng hộ kênh Audio 89 để phát triển hơn nữa và đưa đến anh em nhiều sản phẩm mới hơn nữa anh em nhé. Xin chào anh em.